gia đình rắc rối phần 5. Hôm nay tớ sẽ cho bà chị đáng ghét này một trận nhớ đời mới được. Xem như xong. Giờ này chị ta còn ngủ ngon à? Hãy ngửi mùi chân thối này của tôi đi bà già. Ôi trời ơi. Mau tỉnh dậy đi, bà ngủ như con heo vậy. Thằng điên này, mày muốn ăn đòn à? Dám cho tao ngửi mùi chân thối gớm ghiếc của mày. Chị đừng tức giận nữa, em có quà cho chị nè. Có phải mày định cho tao nữa không? Đừng hòng tao bị lừa nhé. Này là ngọc quý đấy, khó khăn lắm em mới nhờ bạn mua được đó nhé. Ê, khoan đã, tại sao hôm nay mày lại tốt với tao quá vậy? Cái này có vấn đề gì không đây? Em có lòng tốt mà chị không nhận thì trả đây. Tao sẽ tặng tin. Mẹ ơi, hôm qua chị hai đi chơi với trai còn có quay video lại nè. Mẹ ơi, mày xong rồi. Mày chết với tao. Khoan, con có món quà tặng cho mẹ nè, quý giá lắm đó nha. Mẹ thấy nó hơi dơ dơ, không nhìn rõ bên trong. Hay là mẹ lấy nước rửa xem có sạch không, kiểm tra sẽ chính xác hơn đó. Sao cái này càng rửa thì bọt càng ra nhiều vậy? Chắc do nó vậy đó mẹ, mình rửa xíu nữa xem sao. Ừ nhỉ. Sao nó kỳ kỳ vậy mẹ? Miếng ngọc của con đâu rồi? Sao bây giờ chỉ còn mỗi cọng dây thôi vậy? Chị hai lừa mẹ đó, thật ra nó chỉ là miếng xà phòng thôi. Xà phòng hả? Cả mẹ mà mày cũng dám lừa nữa à? Chị bị như vậy đáng đời lắm. Mày gài tao đúng không thằng khốn nạn? Vĩnh biệt. Tao sẽ quay lại trả thù. Gia đình rắc rối, em trai trôn chị gái, phần 2. Lần này bà chị của tớ sẽ không thể nào thoát tội được. Nghĩ tới thôi mình đã cười rụng răng rồi. Cầm cái chai cho nó uy tín. Mẹ làm gì mà chị hai lại đánh mẹ dữ vậy? Nó đánh tao khi nào? Mày lại muốn kiếm chuyện với nó hay gì? Mẹ nhìn đi, cái tượng này rõ ràng rất giống mẹ. Sao mày biết nó là người làm? Bàn tay với chân đen như vậy, chả lẽ lại không phải? Con nhỏ kia, mày dạy liền cho tao. Chuyện gì thế? Sao tay con lại đen như vậy? Mày lại làm gì tao hả? Vô đây mẹ cho mày đánh này. Hiểu lầm rồi, không phải con. Chị ta sẽ xử mình chết mất, phải làm gì đây? Thằng kia, mày đứng lại đó, để xem hôm nay mày còn sống nổi không? Đứng im. Mày có thấy mẹ đang lau nhà không? Cái chân của mày kìa. Mẹ, chị ấy cứ đòi đánh con vì đã mách mẹ đấy, chứ con có làm gì đâu. Mày là người gây ra chuyện này thì sẽ là người dọn. Chân mày giờ sao lại đổ lỗi cho em? Con thích đấy. Vợ ơi, cho nước xả vào được rồi đó. Ông kê, đợi tôi xíu. Tôi hôm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mắng như thế này. Ông giật nhanh lên, làm gì chậm quá vậy? Mẹ ơi, mẹ đừng giặt đồ nữa, qua phòng chị hai xem kìa. Tôi bay lại gây chuyện gì nữa rồi đúng không? Đó mẹ nhìn đi, con có nói xạo đâu. Con nghe nói chị đi chơi với bạn về uống nhiều rượu lắm đó mẹ. Cái con nhỏ này, mày mau dậy ngay cho tao. Ôi trời ơi. Rồi rồi, tới công chuyện rồi. Mày quá gì thế này? Mày coi lại mày xem, lớn rồi thì phải làm gương cho em nói theo chứ. Hết nói nổi mày luôn rồi đấy. Chưa hết đâu, mẹ nhìn xem kìa, chị hai còn mang con hình nộm gì về ghê lắm nè. Chẳng biết chị ấy đang nghĩ gì mà lại mang nó về cho chật nhà nữa. Cái gì vậy anh ơi? Thiệt luôn hả? Lần này nhất định tao không nương tay nữa. Bữa nay con với ba có mua đồ cho mẹ cosplay nè, bảo đảm siêu đẹp luôn. Mẹ cũng thích biến hình nhân vật lắm. Con nghĩ bộ này hợp với mẹ đấy, mày cũng thấy vậy mà đúng không? What the hell? Bà với chị hai muốn trêu chọc mẹ đó. Phải xử hai người này thật nặng nha mẹ. Hai bố con bay tới số với tao. Mày chết mẹ mày với tao. Hả? Ôi trời ơi. Xin vĩnh biệt. Gia đình rắc rối, kế hoạch trả thù em trai. 1, 2, 3. Tại sao lại không phản ứng nhỉ? What the hell? Mẹ, chị, em chỉ đùa thôi. Hôm nay bắt của tao mày nhé. Để xem mày chạy đâu cho thoát. Mẹ có muốn thử lòng chị hai không? Làm gì? Chỉ cần giả bệnh thôi, xem chị ấy có quan tâm mẹ không. Được thôi, kế hoạch ok đấy. Tôi sẽ cho chị biết tay. Này, có biết là mẹ đang bệnh nặng không? Mẹ bị gì? Chị cầm thuốc qua xem mẹ như nào đi. Đưa đây, mẹ đợi con lấy đồ chữa bệnh ra nhé. Hả? Cái gì đây? Sao có cái loa trong đây nữa vậy? Đợi bà ra bệnh để trả thù từ lâu lắm rồi. Thằng chó, là mày. Cái gì nữa vậy? Chị phải tìm ra hết từng cặp thì cánh cửa mới mở. Tao chịu thua rồi. Còn gì nữa đâu mà... Cảm giác này như nào? Chết tiệt, tao sẽ trả thù. Nubakachi.
Ba với chị đang chơi đánh bài. Cơ hội mách mẹ đây rồi. Trong cuốn sách này sẽ có điều bất ngờ đấy. Cảm ơn con trai ngoan nhé. Ba chơi bài không sợ mẹ sao? Mày mà mách thì như đòn với tao. Con chỉ tới đây tặng ba cuốn sách thôi mà. Như vậy thì được. What the hell? Ông dám lén tôi chơi cờ bạc sao? Mày lừa tao thằng chó. Ba mày đâu rồi? Làm gì có ai ở đây chứ? Mẹ à, chị ấy dám nói dối. Mẹ đánh chị ta đi. Chỉ là đôi dép nhỏ xíu. Này, đánh đi. Cái gì vậy bà nội? Sao nó lại to dữ vậy? Ba trốn ở đây nè mẹ. Ông dám lấy tiền tôi chơi đánh bài hả? Ôi trời ơi. Mẹ đánh ba tàn nhẫn như vậy sao? Không thể tha thứ được. Mình phải báo với mẹ thôi. Con đã trả thù cho ba rồi đây. Chết mẹ bị dính bẫy rồi. Chạy là thượng sách. Mẹ ơi bình tĩnh. Con chỉ đùa thôi. Mày lại đây. Tao cũng chỉ đùa thôi. Dĩ ơi, mở cửa. Mở cửa cho cháu. Cái gì vậy? Mẹ bảo cháu qua nhà dì chơi một ngày. Nào vào nghỉ ngơi đi. Ôi trời à. Hai con ở nhà mẹ đi chợ nhé. Tạm biệt dì yêu dấu. Thoải mái quá đi. Chơi game không? Em phải học bài rồi. Thật nhàm chán. Để xem nhà của mày có gì ăn nào. Bánh của em mà. Sao anh tham làm thế? Mình để quên điện thoại rồi. Thì sao? Tao thích thì ăn thôi. Có chuyện gì vậy? Anh Tuấn ăn hết bánh của con. 5 x 10 = 50. Cười người hôm trước hôm sau người cười. Anh Tuấn đang học, con đừng nói dối nữa. Bức mình. Ở nhà đừng quậy đấy. What the hell? Cứ búp bê của em rồi, trả đây. Mày đúng là phiền phức. Mẹ ơi cứu con. Mẹ ơi, anh Tuấn phá nhà mình kìa. 2 + 2 = 6. Đừng có diễn nữa. Tiểu Mỹ, con lại nói dối à? Không phải con mà mẹ. Dì ơi, mẹ gọi con về rồi. Các bạn nghĩ tên này phải bị trừng phạt như nào đây? Hôm nay lại là một ngày tệ hại của tôi. Mẹ đừng lục đồ của con nữa. Chả có gì đâu. Thế đây là cái gì? Rõ ràng là con mang sô-cô-la đi học. Bắt của tăng nhé. Ba với mẹ đừng suy diễn nữa. Đây là cục tẩy cơ mà. Thiệt luôn hả? Xịn vậy. Vậy con cầm trứng gà tới lớp để làm gì? Giải thích đi. Nó không phải trứng gà. Chỉ là cục tẩy mà thôi. Giờ trứng gà với cục tẩy mẹ cũng không nhận ra luôn sao? Cái quái gì thế này? A few moments later. Đừng vội đắt ý. Mau làm hết 4 bài tập về nhà đi. Nếu con không muốn mẹ tịch thu 2 món đồ chơi này của con nhé. Thật không công bằng. Rõ ràng con chả mang đồ chơi nào vào lớp cả. Sao phải chịu phạt chứ? Đã vậy còn là 4 bài. Con không làm đâu. Thế hai cái này là gì đây hả? Nó là đồ chơi đấm nhau đấy. Thích cực. Con có tin là mẹ sẽ đấm con không? Dám mang đồ chơi đi học. Lo làm bài nhanh lên. Con xin lỗi mẹ. Cảm ơn, yên lặng một chút cho em ngủ được không? Anh chỉ làm một chút thôi. Chuyện gì mà mới sáng sớm hai đứa cãi nhau vậy? Mẹ à, có rất nhiều gỗ ở đây bỏ đi thì uất lắm, nên còn tính biến nó thành một căn lâu đài. Anh mà làm được gì chứ? Thêm nhức đầu thì có. Con suốt ngày bày trò, thôi con gái vào phòng mẹ ngủ này. Thật bực mình, chả ai tin tớ có thể làm một cái giường lâu đài sao? Mình sẽ chứng minh cho họ thì là họ đã sai. Các bạn hãy ấn like video để giúp tớ có thêm động lực chứng minh cho cả nhà biết nhé. Cuối cùng cũng xong, em với mẹ ra đây xem này. Wow, đẹp quá. Anh đã làm hoàn thành cho em một cái giường lâu đài. Giờ thì hãy chiêm ngưỡng nhé. Đẹp thật đó, em có thể lên chơi được chứ? Cứ tự nhiên. Wow, đã quá đi. Anh hai của em thật sự rất giỏi. Thế là từ nay chúng ta có thể chơi trên cái giường này mà không cần ngủ cùng ba mẹ nữa rồi. Mẹ xin lỗi con vì đã nghi ngờ con. Không có gì đâu ạ. Các bạn sẽ tha lỗi cho mẹ và em gái tớ chứ? Bình luận bên dưới nhé. Con gì vậy nhỉ? Sao nó lại nằm ở đây? Hình như là một con trồn xương. Thôi về nhà với bà nhé. Tội nghiệp nó quá. Mình đi kiếm chút gì đó cho nó ăn mới được. Mẹ à, cho con vài triệu đi chơi với bạn. Cái gì đây? Nhìn mày phát sáng thấy ghê quá. Chết đi, chết đi. Mang con này cho chó ăn. Thật kinh tởm. Sao con lại tự đập đầu vào kính thế? Nguy hiểm. Mày lại gây chuyện động trời gì rồi? Mau đến thầy pháp với tao. Thầy ơi, con tôi nó đang bị gì thế này? Xin hãy giúp nó. Con bà lại gây chuyện với chuẩn linh rồi. Để tôi xem. Tại sao ngươi lại nhập xác? Sao không lo tu luyện? Con trai bà ta đã giết tôi. Tên này đáng tốt chết. Rồi anh ta sẽ nhận báo ứng. Ngươi đừng oán hận nữa mà hãy siêu sinh đi. Đừng làm điều ác nữa, nếu không cậu sẽ mất mạng đấy. Con biết lỗi rồi. Từ nay con sẽ ăn chay sám hối. Thử thách sống ngoài trời. Không phải ai vào nhà của tao cũng được đâu nhé. Mang dép vào đi. Chân của mày giờ làm đó. Cái gì vậy trời? Con chó ngoài hành tinh à? Tao thấy chân nó còn dài hơn mày luôn đấy.
Thôi lên giường ngủ nào, không phải nhà ai cũng có view như tao đâu. Hôm nay tao sẽ đãi mày món thịt sườn, muốn làm món này thì phải chặt nhỏ ra. Do xui thôi, tao là đầu bếp chính hiệu đấy. Có đầu bếp nào mà như mày không? Đi uống nước đi. Tao thấy thử thách này thật dễ dàng. Xin lỗi nhé, tôi không nghĩ có người lại ở đây. Bộ ông không thấy đây là nhà của tôi à? Nhà mày có nước rửa tay không? Cái gì cơ? Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà như thế này cả. Phía bên kia là gì vậy? Cái này hả? Là cửa sổ của nhà tao đó. Để tao mở ra cho thoáng nhé. Mày thấy cảnh bên ngoài đẹp không? Mày đang xem thường trí thông minh của tao đó hả? Cái đấy là mày in ra mà. Nghĩ đẹp là được.